Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi 3,23 ha đất của công ty cổ phần tập đoàn xây dựng miền Trung. Toàn bộ thửa đất nằm tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân. Lý do thu hồi là tập đoàn xây dựng miền Trung không còn nhu cầu sử dụng đất. Được biết, 3,23 ha đất này được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho tập đoàn xây dựng miền Trung thuê để thực hiện dự án khai thác đất làm vật liệu đắp đê mỏ đất số 30B phục vụ dự án tu bổ nâng cấp đê Tả Hữu sông Chày, huyện Thọ Xuân. Theo giấy phép khai thác khoáng sản, thời gian thuê đất là từ ngày 4 tháng 1 năm 2019 đến ngày 4 tháng 1 năm 2023.